liên hàng hiệu tam đan kim liên mặc liên có nghĩa là sen có nghĩa là sen và chúng ta đầu tiên là thăm làm kim liên trước thì tại đó sẽ có những cái kỷ vật có những ngôi nhà bác ở ngày xưa từ thời vì mà mới nòng nọc có những cái kỷ vật có những cái ngôi nhà có những cái bàn cái giường mà gắn với cụ cờ của anh sau khi tham quan xong thì các anh chị mình sẽ sang thăm làng Hoàng Trù hàng làng Trù hay người ta còn gọi là làng chùa đó chính là quê ngoại của bác thì cũng thông qua xong thì đó là chúng ta mới ra ăn trưa và buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thăm hai cái di tích lịch sử đó thì đến nơi sẽ có hướng dẫn viên chúng ta sẽ đi 4 xe một hướng dẫn viên một hướng dẫn viên sẽ giới thiệu cho 4 xe chúng ta chỉ vì thế một cái đi chúng ta sẽ đi theo biển của em sau đó thì hướng dẫn viên ở tại điểm mà người ta sẽ giới thiệu những cái kỷ vật những cái gì kỷ vật những cái khu vực mà có những kỷ vật mà gắn liền với cuộc đời của anh.